cụ thể, với Vietnam Airlines, giá vé trẻ em đã tăng từ 75% lên 90% so với vé người lớn, tức giá vé tăng từ 30 đến 400 ngàn đồng một chiều tùy theo lứa tuổi. Trong khi đó, hãng Vietjet cũng sẽ tăng phí đổi tên từ 352 ngàn đồng lên 495 ngàn đồng một người một chiều đối với đường bay nội địa và từ 630 ngàn đồng lên 800 ngàn đồng một người một chiều đối với đường bay quốc tế. Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352 ngàn đồng lên 374 ngàn đồng một người một chiều. Phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 đồng lên 800.000 đồng một người một chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé. Đặc biệt, mức phí mà các cảng hàng không áp dụng cũng sẽ bắt đầu tăng theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6, với một số cảng hàng không Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Vinh, v.v., phí dịch vụ cảng hàng không sẽ tăng từ 80.000 đồng lên 85.000 đồng một lượt. Mức phí này sẽ tăng lên 100.000 đồng một lượt từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Phí dịch vụ soi chiếu an ninh cũng tăng lên 18.000 đồng một khách. Trong thời gian này, để không bị các đối tượng xấu lừa đảo lợi dụng xáo trộn thông tin, quý khán giả cần cập nhật thông tin về giá vé, phí và thuế tại các trang web chính thức hoặc liên hệ trực tiếp các hãng bay phòng vé uy tín để biết thông tin chính xác.